ông trời ưu đãi bà, sao bà còn quay lưng bội nghĩa chế nhạo ổng. Nhóm Đinh Thập Tự chúng con mến chào quý ông bà và anh chị em. Tiếp theo sau đây là một vài lời nhắn nhủ đầy thấm thía của anh du xe Nguyễn Văn Bình gửi đến cô Phương Hằng. Được biết, anh Bình là thành viên kỳ cựu của Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Lý Viên và ban lễ sinh của Giáo xứ Bình An, địa phận Sài Gòn. Mời cộng đoàn lắng nghe. Tâm thư gửi bà Phương Hằng. Đọc được clip mà bà đã xúc phạm đến đạo Công giáo, tôi và mọi người cảm thấy thần tượng của một đại gia đã tự sụp đổ trong biết bao nhiêu người. Ban đầu, chúng tôi theo dõi diễn biến về các hành động bà làm về từ thiện, thì chúng tôi cũng cảm thấy ấm lòng khi có những con người biết chia sẻ những đau khổ của người khác. Thực ra trong xã hội này, có biết bao nhiêu người có tấm lòng có lẽ còn hơn cả bà, nhưng họ không hề thổ lộ ra vì họ không muốn khoe khoang, vì họ thầm lặng giúp đời giúp người chỉ vì hai chữ nhân ái thực thụ. Họ biết rằng ông trời đã ưu đãi họ vì mục đích muốn dùng họ để chia sẻ và nhân rộng trái tim nhân ái. Còn tôi và nhiều người vẫn hiểu được rằng ông trời đã ưu đãi cho bà có cuộc sống hơn nhiều người khác trong cái xã hội lẫn kẻ giàu và người nghèo. Bà cũng biết chia sẻ cho người khác, nhưng hình như bà muốn khoe khoang nhiều hơn là làm việc thiện. Những việc bà làm, mọi người không ai phủ nhận, nhưng chúng tôi cảm thấy bà ngày càng lắng sâu vào các mục tiêu khác, chẳng hạn như về các tôn giáo, nhất là đạo Công giáo. Chúng tôi cảm thấy bà đang dùng chiêu để hạ bệ đạo Công giáo. Nhưng tôi nghĩ, một bà chứ hàng trăm bà cũng không hề làm được điều đó. Bà sỉ nhục đạo Công giáo khi bà không có một kiến thức gì về đạo này. Khi người ta muốn nói về một chủ đề gì, thì hãy nắm cho thật chắc để không bị sai lệch. Tôi thấy bà thực sự không hiểu gì về đạo Công giáo, vậy mà bà đã mạnh dạn nói lên những điều mà không ai trong đạo có thể chấp nhận được. Đạo Công giáo chúng tôi là một đạo luôn dạy về đức yêu thương và chia sẻ. Đạo Công giáo chúng tôi luôn muốn cả thế giới được bình yên, hạnh phúc, không còn ai đau khổ. Đạo Công giáo chúng tôi luôn muốn con người xích lại gần nhau, chứ không muốn sự chia rẽ. Và nhất là những người dấn thân vào con đường tu hành, họ có một trái tim rộng mở để kết nối yêu thương. Họ không bao giờ chửi tục thô lỗ giống như bà nói. Tôi muốn hỏi bà một câu, bà đã nghe ai nói về câu chuyện vị linh mục và người xưng tội vậy? Hôm nay tôi muốn giải thích cho bà và những người chưa hiểu về đạo Công giáo biết rằng luật Công giáo không ai bắt ép phải xưng tội một tuần hoặc một tháng như bà nói. Chỉ buộc một năm, ít là một lần trong mùa lễ trọng đại như Giáng sinh và Phục sinh. Mục đích như vậy để con người cởi bỏ và nhìn nhận về những tội lỗi của chính mình đã sai phạm mà sửa bỏ. Còn vị linh mục, họ là người giáo hòa thay mặt Chúa để khuyên bảo và tha thứ cho những lỗi lầm khi còn người biết ăn năn. Đạo Công giáo luôn dạy con người hướng về điều thiện, xa lánh điều ác và thực thi công bằng bác ái. Bởi vậy, ở đâu có đạo Công giáo thì ở đó ít có tệ nạn xã hội. Không biết bà có nhận thấy điều này không, nhưng chúng tôi luôn tự hào về điều đó. Tự hào chúng tôi là người Công giáo. Rất mong mọi người chia sẻ bài viết này để bài viết được lan tỏa. Cảm ơn mọi người.